Vâng, em xin chào quý vị. Hôm nay thì là em tiếp tục nên thêm cho quý vị một số các cái dòng vang cơ có Bluetooth, rồi là vang cơ nai số, rồi là đẩy nền vang lại để cho quý vị về là chúng ta ghép thêm với cả âm ly, ghép thêm với đẩy, hoặc là ai đang có loa lại muốn tiện dụng, muốn có cả vang cả đẩy liền luôn trong một khối để cho nó dễ sử dụng thì chúng ta lựa chọn mua để mang về ghép hát karaoke trong cái dịp mà Tết tới đây nhé, lại cũng sắp đến Tết rồi. Còn khoảng tầm 2 tháng nữa là đến Tết thôi, cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Đấy. Thì là quý vị bây giờ bắt đầu cũng dục dịch sắm Tết rồi. Sắm các cái đồ như thế này để về hát karaoke buổi Tết. Và nhiều khi là phòng trừ, nhiều khi là ở nhà dịch bệnh thì ở nhà hát cho nó vui chứ còn chẳng muốn ra đường đúng không? Đấy thì em nên cho quý vị một ít các cái sản phẩm để quý vị lựa chọn sao cho nó phù hợp với cả cái túi tiền của mình nhất nhé. Đấy. Ok này. Thì ở đây có 1 2 3 4 cái dòng vang. Đấy. Và một con đẩy liền vang để cho quý vị lựa chọn. Đấy, con đẩy này em lựa chọn khá là kỹ trong các cái dòng đẩy liền vang rồi. Đấy. Đẩy liền vang Trung Quốc em cũng làm, em làm những cái đẩy liền vang chính hãng như này luôn. Đấy. Thì đẩy Trung Quốc thì nó chỉ thêm so với cái đẩy điện Trung Quốc thì những con này chỉ thêm khoảng tầm 500, 700 hoặc là khoảng 1 triệu nữa thôi. Để vào là hát nó hay hơn rất nhiều, chất lượng âm thanh rất tốt nhé. Đấy. Đấy. Thì đầu tiên mình vào luôn thẳng con đẩy điện vang trước đi. Vì cái này thì nhớ anh hỏi này. Nhớ anh hỏi. Thì đây là con đẩy điện vang Komi K450E. Đấy. Dòng đẩy điện vang công nghệ Hàn Quốc nhé. Hàng Design Korea. Và được sản xuất ở công ty Famous Sound. Đấy. Công ty Famous Sound. Đấy. Thì công ty này người ta đặt trụ sở tại Trung Quốc. Đấy. Đấy. Đây là mặt mũi của con Komi K450E này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Tại sao nó gọi là đẩy điện vang? Bởi vì đây là một con đẩy. Và nó tích hợp luôn cái vang ở trên mặt đẩy như các bạn nhìn thấy ở đây. Hệ thống các cái nút chỉnh cho vang, cho mic và cho music. Đấy. Cho echo, cho music master, rồi là mic phone. Đấy. Tích hợp đủ trên đây hết luôn. Và con này thì quý vị nhìn ở đây nó sẽ có cả Bluetooth này. Rồi có đường USB này. Và trong đằng sau thì chúng ta nhìn đằng sau chúng ta thấy là nó có cả đường quang để chúng ta kết nối với TV smart hiện đại bây giờ. Đấy, một số dòng TV smart bây giờ nó có cả Bluetooth, mình kết nối Bluetooth luôn được, không cần phải quang luôn. Rất tiện. Đấy. Thì con đẩy nền vang Komi K450E này thì là công suất của nó là 450W một kênh nhân 2. Tức là 900W, lại 900W. Đánh tốt một đôi loa full bass 30 đấy, hoặc là bass 25 thoải mái nhá. Nó nằm ngang với karaoke bass 25 rồi, rất ok. Đấy. Con này thì ghép đa dạng lắm, ví dụ như bass 25 thì mình ghép được một đống các cái loa luôn. Em có thể liệt kê rất nhiều ở đây. BMB 850, BMB 455, BMB 880. Đấy. Rồi là CSV 450 SE, rồi là CSV 455 đấy, rồi là JBL KI 10 đấy, JBL KI 80 KI 80 đấy, JBL KI 08 rồi là KI 10 mới có, không nhớ lắm. Rồi là AD đấy, AD thì có con gì nhỉ, quên tên nó rồi. Rồi là tiếp là các cái dòng loa full như là JBL KB052 này, JBL JBL gì nhỉ? Con KI12 này, con đấy hình như vừa kể rồi, KI10 vừa kể rồi. Đấy, rồi là loa full JBL những cái dòng loa Beta 3 và nhiều lắm, nhưng mà nói chung là bây giờ em không nhớ được. Không thể nhớ được, nếu mà ngồi đây để mà nhớ ra ngay tên của nó thì không thể nào mà nhớ được. Nhắc đến thì chắc phát nhớ được ra ngay. Đấy. Nữa nhá. Đấy. Thì quý vị ai có nhu cầu thì ghép thì với dòng nói chung ấy là cứ ghép được với dòng nó full bass 50 là trở xuống là ok. Đấy. 450W một kênh. Đấy. Cứ nhìn này. Cái này là cái tai người ta phải tháo được nhá. Quý vị thích thì bỏ cái tai ra. Tai này ta bắt hợp kỹ thuật. Đấy. Đây, đằng sau đây quý vị nhìn ở đằng sau cái đẩy này nó sẽ có tản nhiệt. Và có quạt gió để thổi cái hơi nóng ra đây. Đấy. Đây là hệ thống các cái rắc kẹp loa của nó. Đấy. Đấy. Cạnh đây thì có
đường ra cho súp này, súp điện nhé. Và ở bên này cạnh đây là có sẽ có volume của súp, rồi là cắt cốt cho súp. Dưới đây thì có các đường vào cho mic, hai đường vào cho mic để đằng sau để dùng cắm đằng sau cho nó đỡ vướng ở đằng trước. Đấy. Rồi cổng fiber optical là cổng cho cổng quang đây. Đấy, hai đường AUX. Một đường rec chắc ảo đưa ra âm đi để đưa ra máy ghi âm. Đấy thì tại sao lại có cái đường AUX 1 AUX 2 này để gì, là cắm đường RCA thông thường. Đấy nha, đủ hết luôn. Tích hợp đủ hết tất cả các cái đường ra đường vào cho điện thoại, cho máy tính, cho TV smart, từ cổng quang đến cổng AV rồi đến cả Bluetooth, đủ hết nhé, cổng USB luôn. Đấy. Con này chạy được cả phanh nhạc .NET nhé. Đấy. FNAC thì em chưa có cái cơ hội thử, nhưng mà các cái phanh nhạc .NET của đuôi WAV em thử vào đây là USB chạy được ok luôn nhé. Đấy, con Komica 450E. Đấy, con này bây giờ giá của nó đợt tới đây nhá. Đợt này con nốt đợt này thôi là có cái giá là 5.190.000 đồng. Đấy. Còn từ đợt về sau này, từ đợt về sau này thì giá của nó em cũng xin thông báo luôn hết cái tháng này. Hết cái tháng này thì em sẽ có một cái niệm, em sẽ có một cái giá mới, bởi vì bây giờ là bên hãng người ta bắt đầu báo tăng giá rồi. Đấy. Báo tăng giá những con âm ly này, những con đẩy điện vang như thế này sẽ bị tăng lên thêm khoảng 4-500.000 nữa. Tức là từ 5.190.000 nó sẽ lên thành 5.690.000. Đấy, 5.690.000 đồng nhá. Và em sẽ cố gắng làm sao để cân đối thêm cái giá cho quý vị một chút xíu nữa. Nhưng nếu như có cân đối thêm đi chăng nữa cùng lắm thì cũng chỉ để được, thì cũng chỉ để được cho quý vị là đến là 5.490.000 thôi, hoặc là 5.000.000. Đấy, tầm đấy thôi, không thể nào mà bán được giá 5.190.000 này nữa đâu. Nên bác nào mua thì nên cân nhắc và mua luôn sớm đi. Đấy, thời gian nó không còn nhiều. Đấy. Từ nay đến hết tháng 11 này nó chỉ còn khoảng tầm 3-4 ngày nữa. Đấy, không có nhiều đâu. Nên bác nào mua liên hệ sớm luôn nhá. Đấy. Nốt cái đợt này thôi là em bán được cái giá đấy thôi. Còn đâu là từ đợt sau trở đi em cũng xin nói luôn là ít nhất em cũng phải bán nó khoảng tầm 5.490.000 đồng. Đấy. Ít nhất nhé. Đấy. Thì đã có thông báo của hãng là sẽ tăng giá rồi, em không làm gì được. Đấy, hãng đầu trên, từ cái đầu nguồn tăng giá thì buộc em phải tăng giá theo thôi, em không thể nào mà bán lỗ được. Đấy nhá. Đấy. Komica 450E. Đấy. Con này thì chất âm của nó thì em đã test nhiều rồi, quý vị biết rồi. Đúng không? Con này hát vang rất là mượt, có thêm cả echo, hát rất là hay. Có tích hợp hệ thống chống hú trong này rồi. Đấy, có chống hú rồi. Nó sẽ chống hú tốt hơn các dòng âm ly. Đấy. Tất nhiên là nếu như mình mở quá cái ngưỡng chịu đựng của cái phần mềm chống hú thì nó vẫn sẽ bị rú, em khẳng định luôn là vẫn có, kể cả là vang số hay là vang cơ hay gì cũng bị hết nha, không thể tránh được luôn. Đấy, nên quý vị lưu ý. Đấy. Đấy, con này quý vị thấy rồi, 5.190.000 đồng thì rất là rẻ đúng không? Giá rất là hợp lý luôn, nó rẻ đúng không? Cũng không phải là rẻ, giá này cũng phải nói là giá hợp lý, giá hợp lý so với cả các cái dòng vang đẩy đến vang trên thị trường. Bây giờ các con đẩy đến vang bãi thôi nó cũng phải tầm 4.500.000. Đấy, 4.900.000, thậm chí là có những cái con nào rẻ hơn tí nữa thì khoảng tầm 3.900.000 đi. Đấy, nhưng mà nó là hàng cũ không được bảo hành. Đấy, hàng cũ không được bảo hành. Công nghệ nó lạc hậu rồi, nhiều khi không có cái đường quang, không có đường Bluetooth, dùng rất bất tiện. Đấy. Và cái vang của nó cũng là cổ rồi nên là nhiều các cái dòng vang nó không pha thêm reverb vào, nó dùng rất là khó chịu. Đấy. Trong khi những con này nó tích hợp công nghệ mới. Đấy. Bảo hành 1 năm chính hãng hẳn hoi mà lại còn tích hợp nhiều công nghệ hiện đại luôn trong này thì tội gì cũng không lấy những con này mà bỏ thêm cho cả thêm triệu hơn triệu tí thôi. 500.000 có những con, nhiều khi là so sánh một số có con khác thực ra thì mình chỉ bỏ khoảng 500.000 là mình đã mua được con này rồi. Đấy nhá. Ok. Đấy, tiếp theo ở dưới đây là một cái con DB Acoustic, hay DB Acoustic. Đây, con này là con DB Acoustic KM30 Pro. Dòng vang cơ đa số. Cơ này số, tức là ở trong đây nó có một phần mềm chỉnh vang số trong này. Và bên hãng người ta đã chỉnh sẵn cái phần vang số, cái reverb với cả cái echo nó hay rồi. Mình sẽ can thiệp thêm một chút xíu ở đây, mình sẽ nâng hạ thêm một chút xíu các cái giá trị của nó đây bằng cách là tăng thêm delay lên hoặc là giảm delay đi, tăng debit lên, giảm debit đi. Tăng giảm reverb đi và tăng giảm reverb volume đi. Đấy.
Dưới đây sẽ có exciter để nâng tiếng thêm cho mic này. Đấy, rồi bát mid chép của mic này. Đấy. Và bát mid chép của nhạc này. Ở đây những cái thông số chính mà mình hay thay đổi thì ở trên đây tích hợp sẵn rồi. Đấy, với effect thì mic thì music nhá. Đấy. Và trong này thì nó chỉnh sẵn một cái chế độ vang nó chuẩn rồi, mình chỉ việc can thiệp thêm vào đây là xong. Đấy, KM30 Pro. Mặt mũi rất đẹp nhá. Cái con này là công nghệ của Mỹ, Technology from USA. Hàng này hàng chính hãng 100% nhá. Quý vị nhìn chữ DB có tích dập nổi trên đây không? Còn hàng không chính hãng không bao giờ có chữ DB có tích dập ở trên đây. À, dập chìm nhưng mà dập nổi, dập chìm. Đấy, DB có tích dập chìm ở đây. Và không có cái tem này. Hoặc có tem này nó sẽ khác đi, nó không phải là giống như này. Có thể nó sẽ không có QR code, có thể nó sẽ không có cái mã vạch ở đây để check, để không có cái mã nhũ bạc ở đây để cào tiếp bảo hành. Đấy. Và đặc biệt nó sẽ không có cái tem. Tem chống hàng giả của DB Acoustic nó dán được ở bên sườn đây. Đây. Sườn này có tem bảo hành của công ty San Việt Nam, là nhà nhập khẩu của DB Acoustic về. Quý lưu ý cho em nhé. Đấy. Thì con này sẽ có hai phiên bản màu sắc là màu đen và màu bạc. Đấy. Hay là màu nhôm phay đấy. Để là tích hợp vào trong các cái âm ly màu đen hoặc màu nhôm phay sao cho nó hợp lý với cả cái tông màu của cái con đẩy, con âm ly. Đấy. Trên mỗi sản phẩm này nó sẽ có một cái mã series riêng, quý vị nhìn. Con này series riêng, con này series riêng. Còn ở trên cái bọn hàng nhái ấy, quý vị bảo người ta bóc cho khoảng 2-3 con ra, em khẳng định luôn là một có thể không có cái mã vạch này, hai là cái mã vạch này có nhưng tất cả trùng hết nhau. Thì đấy là đặc điểm của hàng nhái luôn, bởi vì nó chỉ sản xuất, nó in một loạt cái này ra xong nó cứ dán, thích cái chữ gì dán cái chữ đấy vô là xong. Đấy, riêng với hàng nhái nó như vậy và nó làm một cái form chung rồi. Nhà này đặt cái mã này gì, tôi in cho ông cái đấy ra xong tôi dán vào hoặc là tôi là xong. Đấy, đơn giản đấy. Thích có chữ gì thì có, đơn giản luôn nhá. Đấy. Đây, con này thì nó cũng sẽ có Bluetooth này. Có đường quang in này. Có đường mic in đằng sau này. Có đường giao cho súp này. Có căn chỉnh súp này. Đấy. Rồi ở đây nó khá là thông minh ở chỗ là nó thiết kế thêm cái đường AVA ở đây. Cái đường AVA này để thiết kế là mình đưa xuống dưới âm lý rất tiện lợi, vì bình thường là mình sẽ hay có những cái dây AV sẵn ở trên âm ly rồi, thì mình chỉ cần lấy từ trên này cắm vào đây là xong. Đấy, còn các cái đầu jack căn đông như thế này thường thì lại không phải lúc nào cũng sẵn, mà đi mua hoặc phải đi đặt mua thì mới có. Đấy, nên nó cũng dùng nhiều khi nó có một cái gì đó nó đỡ nhỡ hơn cái con này một tí, cái dây AV là đấy có đấy, nhưng mà gì không phải lúc nào cũng sẵn có cái dây này, không thông dụng bằng cái này. Đấy, được chưa? Cái này nó gọi là cái cổng can lông hay còn gọi là cổng ba lăng. Cổng ba lăng này tín hiệu nó sẽ ổn định hơn một so với cổng này. Và nó sạch tiếng hơn cho cổng AV này một chút. Tuy nhiên thì là không hơn kém bao nhiêu cả. Được cái là cái cổng này nó tiện. Tiện hơn. Nên vẫn phải có thêm cái này để cho những anh nào dùng cái này không quen là dùng cái này. Tức là dùng dây AV đấy. Đấy nha, tuốt từ đằng sau đây như thế. Hai đường vào cho AUX này, là đường điện thoại này, một đường vào cho đường quang cho TV Smart này. Đấy. Ok chưa? KM30 Pro này thì là giá của nó là đi đấy. Đợt này thì giá của nó vẫn đang là 2 triệu trên 3 triệu một tí, khoảng 2 triệu thì em đang bán là 2.950.000 nhá. Bác nào có nhu cầu mua liên hệ cho bên em. Đấy. 2.950.000 đồng. Đấy. Thôi đợt này em sẽ bán hai con này nhá. Trong video này thôi, coi như là để kích thích quý vị ủng hộ thêm cho em đi. Đấy. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ em suốt thời gian qua đi nhá. Con này thì riêng hai con này nhá, riêng hai con này thôi. Bán duy nhất hai con này. Đấy. Với giá là 2 triệu 790.000. Quý vị có nhu cầu mua hệ cho bên em nhá. Đấy, và đừng quên like video, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh giúp em để ủng hộ thêm cho Nguyên Vũ Audio, để bên em sẽ có những cái chương trình sale giá tốt hơn nữa cho quý vị. Đấy. 2.790.000.
Đấy, quý vị nhá. 2.790.000 đồng quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ nhá. Em bán duy nhất hai con này thôi nhá, em không bán con một con đen một con trắng này. Đấy, quý vị lưu ý. Đấy. Ok nhá. 2.790.000 đồng. KM30 Pro. Vâng. Hàng công nghệ Mỹ. Đấy. Tiếp theo ở đây là một sản phẩm nữa của Komi. Sản phẩm của Komi. Cái Komi thì nó là công ty chuyên nhập khẩu các dòng sản phẩm công nghệ Hàn Quốc và sản phẩm nhập khẩu Hàn Quốc rồi. Quá nổi tiếng rồi nhá. Không phải bàn cãi về cái thương hiệu này nữa. Thì đây. Đây một sản phẩm công nghệ Hàn Quốc của Komi. Đấy. Mã của con này là K10 Plus. Có Bluetooth này. Rồi ở trên đây chúng ta nhìn thấy là có sẵn các cái giá trị như là delay, repeat, bass, mid, chép ở đây để mình có thể là chỉnh echo ở trên đây. Đấy, rồi bass mic của nhạc. Bass mid chép của mic chứ. Ở đây là bass mid chép của nhạc. Trên đây có mode này để chỉnh các cái đầu vào này. USB này, BT là Bluetooth này, OBT là đường optical này. AX1 AX2 là đường AV thông thường này. Đấy. Này. Hàng chính hãng lúc nào cũng nhìn thấy không? Tem cả kiểu bảo hành. À, có trên đây luôn. Điện tử nhá. Này. Đằng sau đây có đầy đủ các input đường ra đường vào cho dây AV này, rồi các input jack canon cho đường cho đẩy này. Cho jack canon để đưa xuống đẩy này hoặc là jack canon ra AV để đưa xuống ống ly này. Đấy thì cái jack này như em đã nói rồi, ưu điểm của nó là nó sạch tiếng hơn và nó đỡ bị mò ve hơn cái dây AV nên là bây giờ hầu như sẽ dùng cái dây này. Đấy còn có một số người, có một số dòng thì người ta vẫn sẽ tích hợp thêm cái dây AV để cho những ai tiện dụng, những ai thích sự tiện lợi thì dùng cái dây AV. Đấy còn con này thì nó không có. Đấy. Đây một đường center out để đưa tín hiệu ra loa center, một đường sub out để đưa tín hiệu ra sub. Đấy. Nó center nó trở lời nhá. Kiểu dạng thế. Đây cần đầu anten. Anten ở trong đây có. Trong vỏ thùng sẽ có. Đây. Phụ kiện nó sẽ gồm có một anten này, một phiếu hành này, quý vị nhìn thấy không? Đấy và một dây nguồn. Đấy, con vang này cũng sẽ có phụ kiện là một dây nguồn. Đấy. Và thêm một cái tua vít chỉnh vang người ta cho thêm, con này thì không có. Đấy. Komi K10 Plus nhá. Đấy dòng này thì quý vị nhìn này. Đây là dòng echo kép. Tại sao em gọi là echo kép? Em căn cứ vào cái đây. Two button digital mixer. Đấy. Đấy. Hai tầng mixer. Không có reverb và echo processor, tức là bộ trộn gồm sẽ có là reverb và echo nhá. Đấy, nên em gọi là echo kép là vì thế. Đấy. Và ở đây chúng ta nhìn thấy nó có hai cái 24 bit DSP để mỗi cái nó giải mã một cái tín hiệu vang riêng, đều là 24 bit hết. Đấy. Hai chip DSP nhá, hai chip DSP 24 bit. Đấy. Nếu mic đôi nên là 48 bit ấy, nhưng mà thì không thể hiểu nó 48 bit được mà mình hiểu là 24 bit và nó phân làm hai luồng. Đại loại như vậy, nó phân làm hai luồng và nó sẽ xử lý tín hiệu tốt hơn so với cả cái dòng chỉ 24 bit 1 DSP. Đấy, ok chưa? Đấy. Thì con này nhá, con này thì bây giờ giá của nó là đi 2 triệu. Con này thì trước đây ấy thì giá của nó đã là 2.4 triệu rồi, 2.4 triệu rồi. Và đợt tới đây thì em sẽ phải trở về cái giá đấy, em không thể bán rẻ được nữa bởi vì cái Komi này bây giờ nó chuẩn bị tăng giá, quý vị biết rồi, em vừa mới nói cái con đẩy kia thì con này cũng thế, nó sẽ sắp tăng giá rồi. Đấy thì em cũng chỉ bán được nốt đợt này với giá 2.190.000 đồng thôi. Còn đợt tới đây thì nó sẽ lên 2.4 triệu. Đấy, quý vị lưu ý. 2.190.000 đồng và đợt tới đang lên 2.4 triệu nhé quý vị nào ai có nhu cầu mua nên thì tranh thủ sớm đi. Không đến lúc mà lên thêm mấy trăm nữa thì em cũng chỉ có thể xin lỗi quý vị thôi, em không bán được cái giá này nữa. Đấy, thì đến lúc đấy mà muốn rẻ thêm vài trăm nghìn là khó đấy. Khó thật sự đấy bởi vì là Covid nó hoành hành quá là kinh khủng mà giá vận chuyển nó tăng rồi bao nhiêu thứ khác nó tăng, nó lạm phát các thứ buộc các cái giá này là bị đẩy lên. Không thể nào mà duy trì được mãi ở cái giá này được nữa rồi. Không duy trì nổi. Xăng dầu nó lên nhá. Xăng dầu nó lên này. Vận chuyển nó lên này.
xăng dầu lên kéo theo vận chuyển lên đúng chưa? Rồi là Covid nó ảnh hưởng là dẫn đến là đi lại khó khăn hơn, là vận chuyển cũng sẽ bị tăng theo này. Đấy, rồi giá các đầu vào nguyên vật liệu là vì Covid là không chuyển được cũng bị hạn chế bớt thì cũng bị tăng giá theo đấy, thì rất nhiều các yếu tố dẫn đến là các cái sản phẩm này đang bị tăng giá lên theo. Nên quý vị ai đang mua thì liên hệ sớm ngay. Đấy, ai cần mua thì liên hệ sớm ngay, chứ đến lúc mà nó tăng vù phát lên thì em cũng chịu không cản được đâu. Lúc đấy thì em cũng chỉ có thể là bán tăng giá theo thôi. Bởi vì đầu vào của em bị tăng thì em buộc phải tăng theo nhá. Đấy, quý vị phải thông cảm cho. Đấy. Comica 10 Plus 2.190.000 đồng. Đấy, sắp hết cái giá này rồi đấy. Ai mua thì liên hệ sớm nhé, không đến lúc 2.4 triệu đừng có mà thắc mắc ạ. Không thắc mắc được em cũng chịu luôn đấy. Thắc mắc em chịu luôn đấy. Đây, con này là con TN Caustic TN10 này. Con này thì công nghệ của nó là công nghệ Taiwan, cũng là công nghệ Đài Loan. Nó do công ty Xe Sao sản xuất, lấy tên thương hiệu là TN Caustic. Xe Sao nó sẽ có hai thương hiệu, nó tên là Xe Sao và một thương hiệu nữa của nó là TN Caustic nhé. TN Caustic này, hai thương hiệu đều của công ty Xe Sao sản xuất hết. Này, Xe Sao Việt Nam. Tem bảo hành các thứ đây, hàng chính hãng, nước nào có tem bảo hành đầy đủ, biết không? Thế con này con TN10 nhá. Đây, hệ thống nút nó đây. Đây là music này, tăng giảm âm lượng. Music này, đây là âm lượng mic này, âm lượng của effect là âm lượng của phần echo này. Đấy, input đầu vào sẽ có USB, Bluetooth, optical, X1, X2. Có feedback chống hú nhé. À, nói cho biết chống hú thì tất cả những cái đời này đều đang có feedback chống hú. Đấy. Nên nó sẽ giảm thiểu được rất là nhiều cái khả năng rú rít của cái bộ giả. Đấy. Mà sao rú rít gọi là khả năng được nhỉ? Mà đấy được phải gọi là giảm thiểu bớt những các cái sự khó chịu khi rú rít vang, mà chỉ chính xác hơn là dùng từ khả năng. Dùng từ khả năng thì nghe nó phải là một cái gì đấy nó là tích cực, nhưng đây là một cái tiêu cực. Thì nó phải là giảm thiểu tối đa cái sự gọi là khó chịu khi bị rít mic, đúng không? Đấy. Đấy, mic 1, mic 2. Đây là cắm cục mic đằng trước này. Đây là có màn hình LED hiển thị. Đấy. Nó sẽ có cái sóng theo nhạc nhé, sóng theo nhạc. Đây là có tích nhé. Đấy, con này thì ở trên đây quý vị nhìn thấy nó không ghi thêm bất cứ một cái gì khác. Thì con này nó dùng một chip DSP. Một chip DSP và nó chỉ là thuần túy nó là echo thôi. Không thấy à, con này cũng là echo kép nhưng ở đây nó không ghi. Mà echo kép thì con này thì tiếng của nó do nó dùng một con DSP nên tiếng nó sẽ kém hơn con Komi kia. Con công nghệ Hàn Quốc kia, con này là con công nghệ Đài Loan. Tiếng sẽ kém hơn. Và con này giá này nó cũng vừa phải thôi. Giá con này nó đi 1.750.000 nha, bác nào có nhu cầu mua thì hãy cho bên em. Đấy. Đấy, thì con vang TN10 này thì giá của nó là 1.750.000 này. Đây, thêm một sản phẩm nữa. Đây, mang thiệu xe sao. Đấy. Con này thì là dạng vang cơ nai số. Đấy, với 8 chế độ vang khác nhau. Vậy nhìn đây ở đây. Từ delay, đến room, đến echo, đến reverb, đến echo, reverb, đến stereo room, stereo delay, rồi là hone là chế độ hang động. Chả biết tại sao có chế độ này. Đấy. Xe sao nhá, con này được 48 bit DSP này. 48 bit DSP. Đấy. Đấy. Đang có anh khách, anh đang xem cái loa ở đây. Anh đang tranh thủ quay đốt cho quý vị. Đấy nhá. Cũng có feedback này, exciter để tăng tăng tiếng này. Đấy. Ok chưa? Con này cũng là công nghệ Đài Loan. Đây, và đằng sau đây. Đằng sau được cái con này là nó anten liền luôn. Người ta gắn liền lên sẵn đây rồi, không phải tháo rời ra nữa. Đấy. Đây. Con này thì cũng được tích hợp thêm dây AV này. Jack AV này. Jack Canon này. Đấy. Rồi có đường quang nhá. Đủ hết. Đấy. Thì con xe sao
K900 này thì là dòng vang cơ nai số, vang giá của con này thì cũng rất hợp lý thôi. Giá con này bây giờ giá của nó là đi 2.190.000 nhá. Bác nào có nhu cầu mua liên hệ cho bên này. 2.190.000 này. Con này với con Kumika bằng giá nhau. Đấy. 2.190.000 đồng. Đấy, con này chất tiếng nó sẽ khác con Kumika một tí. Con Kumika thì nó đây Chofa Revert thì là tiếng nó sẽ bay bổng hơn. Còn con này thì nó là Echo nhưng mà Revert chỉnh rời bên ngoài này một chút xíu thì nó sẽ nghe thật rộng hơn một chút. Đấy. Con kia đến định rộng hơn kìa. Con kia định rộng hơn kìa. Hát cho những bác nào mà cảm giác như là hát nó không được bay bổng bổng lắm, giọng không được vang lắm thì dùng con kia ổn. Bác nào giọng vang thì dùng con này lại ổn. Đấy, mỗi con có một đặc điểm riêng. Đấy, thì tùy chất giọng của mỗi người chúng ta lựa chọn sao cho phù hợp nhé. Xe sao K900, 2.190.000 đồng. Đấy, ok, đấy là những cái sản phẩm hôm nay em đưa lên ở trên đây. Đấy thì em đọc lại giá một chút nhé. Đấy, con Comica 450E này, nốt đợt này là còn có giá 5.190.000 đồng, tức là chỉ còn khoảng 2-3 hôm nữa hết tháng 11 này thôi. Sang tháng 12 là giá sẽ lên, đấy, lên khoảng 300. Chính xác lên khoảng 500 nhưng mà em sẽ cố gắng làm sao nếu như mà được thì em sẽ để cho các vị là 5.490.000 nữa, nếu không thì là phải là 5.690.000 nhá. Đấy. Con DB Cautic công nghệ Mỹ kìa. 2.950 thôi đấy, đang cho quý vị em để hai con giá tri ân nhá, là 2.790.000 đồng. Đấy, những con này thì giá nó cũng đã xong lên tiếp rồi đấy. Tết này cái gì cũng lên luôn. Em phát sợ về cái vấn đề đấy luôn. Đấy. Tiếp theo là con Comica 10 Plus đấy. 2.190.000 đồng nhá. Giá cũng là đợt vớt vớt này thôi. Còn đợt tới đây là 2.4 thì quý vị thông cảm cho. Đấy, tiếp theo là TN10 1.750. Xe sao K900 2.190.000 đồng. Đấy. Các con này thì chưa thấy thông báo tăng giá nhưng có khả năng cũng sẽ tăng. Khả năng sẽ tăng mà có thể là bên hãng người ta quên chưa nói. Vì tất cả cái đầu vào từ nó đã bị tăng rồi thì kiểu gì kiểu nó sẽ bị tăng thôi, không tránh được đâu. Quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ sớm ngay cho bên em nhé. Ok, em xin kết thúc video ở đây và xin cảm ơn lại mọi người trong những video theo bên em. Mọi thông tin chi tiết hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 nhé. Đây là địa chỉ cửa hàng tại số 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và em xin chào quý vị.